Trước đây, Kazu không nghĩ là hôn món cái hôn. Nhưng mà bây giờ là 36 tuổi. Nàng mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi. Nàng một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định. Phải thương yêu vợ, không có người yêu khác, không được quen ai khác. Được không? Cố gắng. Cố gắng. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương, dạ. Yeah. Chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này, dạ. Yeah. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nha. Biết nấu món Nhật Bản. Biết nấu món Việt Nam không? Tôi không thể nhỏ ngày kiến nhầm. Tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kiến nhầm. Làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Cái gì tên gì tên gì? Tên là Ide Kazuhiro. Iden Kazuhiro. 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 Kazu. Kazuhiro. Kazuhiro. Kazu là ok. Ok, low low low. Kazu. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi. Là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Bất động sản. Biết sinh sản không? Không biết luôn. Không biết luôn. Đất đai nhà cửa đó. Những cái tài sản bất động nằm tại chỗ. Ta gọi là bất động sản, thí dụ đất này, nhà nè. Nghĩa là có mua bán cái điều đó. Hiểu rồi. Thảo, anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là hôn món cái hôn. Nhưng mà bây giờ là 36 tuổi. Nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi. Nên một mình thôi. Nhưng mà ở Việt Nam á, là muốn lấy vợ á, là phải có chỗ ở ổn định. Phải thương yêu vợ. Không có người yêu khác. Không được quen ai khác. Được không? Cố gắng. Cố gắng. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kín đáo, kín cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha. Hiểu chưa? Trời ơi, nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật. Ồ, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật. Luôn nhiệt tiếng với mọi người, là biết nấu món Nhật Bản. Dạ. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chơi giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn kiến em. Không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyếp người ga lăng. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Không nhớ ngày kỷ niệm. Tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm.
Có tật xấu nào không? Tật á? Xấu. Thích uống bia. À, dù thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? Chắc là nhiều. Mỗi ngày là 4, 5, 6 lon bia. Một ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Dạ biết chứ, phụ nữ bây giờ nói không biết nhậu là chắc ăn là không tin rồi. Em nhậu được nhiêu lon? Tầm khoảng 6 chai. Chị uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Còn với soju thì em chỉ uống được vài ly thôi, tại vì em không uống được rượu nhiều. Uống được vài ly soju. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền. Dạ. Và đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Thích à? nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Để Quyền Linh qua xem đàn gái có hợp với Yuka. Kazu. 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 Trời ơi. Đó, dạ, thấy chưa? Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Em, anh Linh giờ mập lắm rồi. Em nhận làm PT riêng cho anh Linh được không? Để hướng dẫn anh Linh chứ. Cái anh này Linh... nếu mà em làm PT ấy, thì em sẽ sắp chế độ ăn và lịch tập cho anh Linh. Được đó, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ là anh sẽ kiếm vợ cho bên đàn trai cái đã ha. Dạ. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai người gặp mặt xem thế nào nha. Thảo em đi với ai? Dạ em đi chung với chị. Chị em đang ở đó. Chị của Thảo. Dạ chào chị. Chào chị Nam Thư với anh Quyền Linh. Em thấy anh này được không? Dạ em thấy em thì thấy được rồi đó. Nhưng mà quyết định là do em của em. Được là được sao? Phân tích thử thôi. Là em thấy ảnh cũng vui vẻ. Không biết là tánh tình ảnh sao, nhưng mà thấy mặt của ảnh thì hiền. Thấy hiền là được rồi. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ Kazu. Kazu. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân nhóm Double Wish. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được bờ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Bắt đầu không gian này là của bạn đấy nha. Em chào anh. Dạ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho ha. Dạ, cảm ơn. Chào em nha. Dạ em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên qua tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự, và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa?
Em đã có đi một lần rồi. Cái xứ strong. Yeah. Strong. Yeah. Mạnh mẽ. Yeah. Phải hỏi cái gì là? Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào, nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như là xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Là hỏi cô ấy là em rảnh lúc nào, có thể hẹn hò với anh ngày nào, giờ nào, em thích món gì, ăn cái gì, đi đâu. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhà em có thể đi nhà với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không? Cũng thích anh, nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen, anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói nhiều bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu với nhau, để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự hơn. Khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Bây giờ ở Việt Nam đó, hiểu rồi. Là vợ chồng á là xài chung tài khoản. Hai người làm bao nhiêu có thể bỏ vào chung một tài khoản. Cái đó được không? Được. Hoặc là con trai á, chồng á đi làm về nhiêu tiền đưa cho vợ hết được không? Được luôn hả? Được mà mặt hết sức là đau khổ. Được. Khi mà lấy nhau rồi anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mon di hu kok. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát, một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Không hiểu là em hiểu, có thể hiểu. Namuki koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Dạ. Khi đó là không hiểu phát tâm người Nhật, không hiểu phát tâm người Nhật, không hiểu phát tâm người Nhật, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương.
Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước, Gạch Miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa, xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét, xa đến gần người yêu dấu thác mười Tràm Chim. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng ngày càng học chăm chỉ. Anh là một người vui tính, thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có thể dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa, so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được, thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau đó, họ đồng ý hẹn hò với nhau. Kazu, yeah, từ nay Kazu hết ế rồi. Cảm giác thế nào? Rất vui, nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì rất là dễ thương. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng tặng cho hai bạn. Bây giờ cái quy định của chương trình là chúng ta phải đánh dấu cái ngày gặp mặt đầu tiên, nhấn nút hẹn hò với nhau, mình hôn nhau. Ê, không má, má thôi được rồi. Yeah, ngon quá, ngon quá. Thơm quá, thơm quá. Ăn bánh xèo mới ngon quá. Con này thơm quá, thơm quá. Bánh, quá. Bánh xèo là đặc sản của miền Tây em đó anh. Chúc cho tình yêu của hai bạn sẽ sớm thăng hoa nha, tìm địa hiểu để có thể đến với nhau. Cảm ơn. Đây cầm hoa. Cảm ơn nha. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm hiểu nhau, mà một cô gái sẽ dạy tiếng Việt cho chàng trai Nhật và chàng trai Nhật sẽ dạy tiếng Nhật cho cô gái Việt. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ từ nước nào đến. Không phải là giáo viên tiếng Anh nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Bởi ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. Bởi vì em là một người sống rất là độc lập, và tất cả những gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ biết em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Mời bạn nam. Nhà trai xuất hiện nào. Ngồi đi em trai. Dạ cảm ơn anh. Và mời bạn gái bước ra sân khấu. Bây giờ khi mà hai bạn có mặt sân khấu rồi á, chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng nghe ha. Vâng, em xin chào tất cả mọi người, chào anh MC Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Chào bạn. Em tên đầy đủ là Võ Trí Tuấn, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận Nhất. Em bao nhiêu tuổi rồi Tuấn? Em sinh 88, năm nay 31. Nghề nghiệp chính của em là kinh doanh và giao dịch ngoại hối trên thị trường. Và em có kinh doanh với một lĩnh vực khác là chăm sóc về sức khỏe con người. Rồi, cô gái xanh biếc của chị giới thiệu về bản thân nè. Dạ, cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào đến chị Nam Thư xinh đẹp. Cảm ơn cưng. Em là Hồ Ngọc Thanh Phương. Em sinh năm 1995, là 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại một vùng đất được mệnh danh là thủ phủ của miền Tây. Em hợp tác với các bạn của em mở ra một lớp dạy kèm cho học sinh trung học phổ thông. Và em phụ trách 9 môn tiếng Anh. How are you? Thank you, I'm fine. And you? Oh, very well. Đã nói một tí sở thích và cái ưu điểm, khuyết điểm của mình ha, Phương ha? Em tự tin là em học giỏi. Em ngoan, biết vâng lời người lớn, cha mẹ. Giỏi quá ha. Là gái nghe cái linh lịch thấy muốn qua coi mắt rồi đó.
Còn khuyết điểm của bản thân? Dạ, khuyết điểm của bản thân em thì là em không có nấu ăn, em chưa từng vào bếp. Em chỉ có vào bếp đúng một lần, vì lần đó là mẹ em bị ốm thôi. Ba mẹ em sợ em bị bỏng, cho nên là không cho em nấu. Nói vậy là rất được ba mẹ cưng đúng không? Dạ, vì em là con một ạ. Em có một vài phần rất là giống anh. Anh cũng là con một và anh không phải là giáo viên tiếng Anh, nhưng mà anh có giỏi tiếng Anh. Vì ngày xưa em cũng từng làm việc ở nước ngoài 5 năm. À, vậy hai bạn có thể nói nhau tiếng Anh vài câu đi. Can you tell me about your living now? You live your parent with your parent or you living alone? Now I'm living with my family. I'm still with, living with my family, but in future, I have a purpose to make a private flight, and I want to stay with you for the private living, not belong to the family. Because I'm the single one, and I don't want to make anything about with my family. That's one my purpose in the future. What's a typical model of the girl do you want to be your wife in the future? I like the girl is lovely and like to travel with me. Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay quá. Hey. Tức là bạn trai muốn mẫu một người con gái của mình là dễ thương đúng không? Yes, đúng rồi chị. Dễ anh thương. Hiểu mà. Anh hiểu mà đúng không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay quá okay. Linh ơi. Tiếng Anh anh nó rào rào luôn vậy đó. Được rồi. Mình đã nói tiếng Anh nữa là một hồi là anh Linh anh One, Two, Three nữa ha. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bạn trai, bạn có thể nói một tí xíu về tình trường của mình được không? Nơi mà bắt đầu cái mối tình của em là Singapore. Thì ở đó em và bạn cũng cùng làm việc một chung một công ty luôn. Một cái quá trình làm việc vậy là khoảng hơn một năm. Thì em bạn đó quen nhau. Nhưng mà có một cái trục trặc xảy ra ở bạn nữ là ngày xưa em đi làm việc nước ngoài là vì sự nghiệp, còn bạn đó đi là vì trốn hôn ước. Thì em hỏi bạn đó là bây giờ em quyết định đi, chỉ có thể một người thôi. Thì cuối cùng bạn đó nói là xin lỗi anh. Bạn nam nó có nhiều cái nghĩa và cứ giúp đỡ gia đình cho bạn gái quá nhiều đi. Em cũng mỉm cười nói ok, anh hiểu. Sao? Vậy là đào duyên lòng của mình đến đây là hết. Hay à, thôi vậy người ta chọn nghĩa, thôi cũng để cho người ta chọn nghĩa đi. Dạ vâng. Tức là bạn nó không vượt qua được gia đình. Em đã nói với bạn đó là nếu em có thể mà vượt qua rào cản của gia đình, bỏ hết mọi thứ thì em có thể xây dựng một cái gì đó riêng của hai đứa. Mà bởi vì em là một người sống rất là độc lập và tất cả gì mà em có được là do em muốn tự tạo nên, không liên quan tới gia đình. Em là em, bạn đó đến em chỉ với em thôi, em đâu có liên quan tới gia đình đâu. Quyết định là của em luôn. Thì còn vấn đề ở chỗ của bạn thôi. Nếu bạn vứt bỏ ra được cái vấn đề của gia đình thì ok. Cũng khó, khi mà tình yêu chưa đủ lớn, chưa đủ thăng hoa thì người ta có thể chọn một cái bến đỗ khác. Cái này mình cũng không trách ai được ha. Đúng rồi. Hy vọng hôm nay mình sẽ tới Cần Thơ gạo trắng nước trong nha. Em hỏi bạn nữ bên đầu dây bên kia, cái hồi nãy có nghe nói Cần Thơ là địa danh gì á chị? Thủ phủ của miền Tây. Tại sao gọi nó là thủ phủ miền Tây? Tại vì ở miền Tây Nam Bộ bắt đầu từ Long An đi ngược về dưới chính tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chỉ có thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương. Nơi đó là nơi đầu tàu về kinh tế, về sự giao lưu, về tất cả mọi thứ. Em thì em chỉ có nghe đâu đó một bài thơ về Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đúng gì đó. Nhưng mà ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có thôi cái đó được rồi. Cái hình mẫu lý tưởng của em về một cái cô gái mà em mong muốn là gì? Ưa nhìn. Đó, bà nữ nào cũng ưa nhìn hết trơn á. Dạ đúng quan rồi. Quan trọng mình có thích nhìn hay không thôi. Chính xác. Và cái quan trọng là tính cách, em thích một bạn gái có cái sự nữ tính trong người. Nhẹ nhàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng thôi. Gái miền Tây nữ tính lắm em. Ngọt ngào. Ngọt ngào, ngào dịu dàng lắm. Như hồi nãy giờ em nghe chia sẻ rồi đó. Bên nữ, bên bé Phương bên nhà chị là gái một. Ba mẹ không cho vô bếp nấu ăn. Đúng không? Dạ, sợ đúng. Gì? Sợ phỏng. Tức là sao? Như vậy là biết cũng rất là được yêu thương, rất là được cưng chiều. Mà ba mẹ bên Phương, ai mà muốn quen con gái phải tới nhà gặp mặt trước. Đó. Trời ơi. Đó. Bên đó sợ con nấu ăn rồi phỏng hả? Bên đây cũng con một, sợ không cho nó ăn, sợ ăn nó no đó. Trời. Rồi sao? Thương con nó vậy luôn á, đừng có đùa. Bên kia con một, bên đây cũng một con chứ bộ. Ý con một chứ bộ. Dạ con chào chú ạ. Chào con. Dạ. Gái Cần Thơ ha. Dễ thương, nết na thùy mị. Con tưởng tượng xem hoàng tử trong mơ của mình là người như thế nào. À dạ, con nghĩ là ảnh sẽ cao. Cao? Dạ, có ngoại hình kiểu tiếp thanh niên nghiêm túc đó chú.
là tóc thì phải cắt gọn gàng nè, không có các kiểu undercut hay là nhuộm. Dạ, đẹp trai. Thấy cũng được á, cũng hợp lý đó. Con có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là Jack Lê Đăng Khoa. Là ai vậy? Lê Đăng Khoa là một cái người mẫu người đàn ông business doanh nhân, đẹp trai, cao ráo, hết sức là nói chung là chuẩn soái ca, niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Tức là đẹp trai mà kinh doanh giỏi nữa đó hả? Bên đây nãy giờ cũng đi làm nước ngoài ha, cũng tiếng Anh giỏi, nói chung đây cũng người đàn ông soái ca đó. Dạ. Mọi chuyện ca mũ, ca nhựa, ca gì thủy tinh gì chú không biết nha. Dạ. Có tự con tìm hiểu. Chứ dạ, chú thấy là có ca đó. Rồi, con không thích điều gì ở đàn ông nhất? Dạ con không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Em biết hút nhưng mà hiện tại không hút. Đúng, anh cũng có hút nhưng mà không bao giờ hút. Nhưng mà em từ bỏ thuốc không phải vì lý do khác mà vì lý do bản thân em muốn bỏ và sức khỏe. Chính xác, hút thuốc có hại sức khỏe. Vậy mà cũng có nhiều người hút, không thích gì đàn ông nữa. Dạ con không thích bạn nam ăn thịt cuốn với mèo. Thịt gì? À thịt chó, thịt mèo hả? Trời. Em kỵ thịt chó và em cũng không thích ăn thịt chó nữa. Đúng rồi, không nên ăn thịt cuốn và mèo. Cho nên bạn nữ bên kia yên tâm, anh không ăn thịt cuốn và mèo. Dạ như vậy là được rồi. Được à. Rồi ha. Em phải thêm vô chứ, không lăng nhăng, không gia trưởng, không xét nét, phải đủ chuẩn chứ. Những cái thứ đó nói em có không? Em là một người sống thiên về hiện đại và có phong cách hướng ngoại một chút. Họ không có gia trưởng nghĩa là họ balance, công bằng ở trong gia đình. Vợ và chồng thì đều được quyền ý kiến và phủ quyết. Đó là thuộc về tính cách của em. Nói rồi. Nói chung vợ chồng nhau là về bỏ phiếu đi. Thấy ai phiếu nhiều là thắng. Nhưng mà đôi khi em nghĩ thì người đàn ông cũng nên nhường họ một tí. Đó. Rồi. Soái ca là chỗ đó đó. Bây giờ mình hỏi kiến người thân đi nha. Đúng rồi. Phương, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Dạ, em đến với mẹ của em ạ. Dạ, con chào cô, chào mẹ của Phương. Lời đầu tiên là tôi xin chào chương trình. Dạ. Và chào hai em, Nam Thư xinh đẹp. Dạ, cảm ơn cô. Và Quyền Linh vui tính. Quyền Linh dịu dàng. Quyền Linh vui tính, rất dạ, là vui tính. Chào cô. Cô thấy con trai là được, đúng là một cái... tính cách của thanh niên thế hệ mới ngày nay. Dạ chỉ được thôi hả cô? Được là tốt đó. Được là tốt đó cháu. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Cô ơi, theo chia sẻ thì cô là người nói bé Phương đi tham gia chương trình này, đúng không cô? Lý do tại sao vậy? Vì cô thấy chương trình này là rất là thiết thực. Dạ. Rất là tốt cho thế hệ trẻ ngày nay là tìm đến với nhau bằng cách là đàng hoàng, chính thức, chứ không phải là đi hẹn hò ở bên ngoài mà không có ý kiến của cha mẹ. Cô cũng có lời cảm ơn chương trình rất nhiều, vì chương trình có rất nhiều ý nghĩa. Dạ. Dạ. Cô rất là ủng hộ điều đó. Dạ, cảm ơn cô đã tin tưởng vào sự uy tín của chương trình. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với em họ của em là Vương. Em trai hả? Dạ, trai. Em trai, em họ. Em xin chào chương trình và em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Chào cưng. Thì bên chương trình thì em cũng thấy bên đàn nữ là một bạn nữ khá là xinh và cũng tuổi trẻ, tài cao rất là tốt. Về phía anh Tuấn thì anh cũng có rất nhiều điểm tốt. Và trong mặt tình cảm thì anh cũng biết chăm sóc những người phụ nữ. Nếu ngày hôm nay mình mém duyên thì có thể mình tới được với nhau. Còn nếu mà không với nhau thì mình vẫn là bạn bè, thoải mái và tìm hiểu tiếp tục. Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Bây giờ quyền quyết định vẫn là của các bạn. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi Tuấn. Anh chào em. Dạ, em chào. Hôm nay anh đến với chương trình, anh có một món quà nhỏ tặng cho em. Thì nó xuất phát từ một câu chuyện ở Nhật Bản. Anh chàng này rất là yêu cô gái này. Thì anh ta không biết cách nào để mà làm cho cô gái phải đáp lại cái tình cảm của mình. Thì anh ta làm cái món quà tặng cô ta. Thì cái ý nghĩa món quà xuất phát từ cái ngày đó và câu chuyện từ Nhật Bản. Cảm ơn em. Dạ, em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Dạ, anh có thể mở nó ra giúp em cũng được. Ok. Cuốn sách tựa đề là Hạt giống tâm hồn. Sách dành cho những tâm hồn không bao giờ gục ngã. Dạ,
Đó cũng là một bức thông điệp mà em muốn gửi đến anh, và đó cũng là châm ngôn trong cuộc sống của em. Cuộc sống này thì luôn luôn tồn tại những điều khó khăn và thử thách, nhưng mà chỉ cần mỗi người có giữ vững lòng tin của mình thì giông tố nào cũng sẽ vượt qua. Hay quá. Cảm ơn em. Thì anh là một người trong anh có một cái niềm đam mê về thiên về kinh doanh, thì trước khi đến với em hoặc là cho dù bây giờ gặp em thì nó cũng đã trở thành một cái tính cách của anh là cũng khó mà gục được. Thì thường gục anh cũng sẽ tự đứng lên, cho nên em yên tâm. Nhưng mà dù sao nữa cũng cảm ơn cuốn sách của em, anh cũng khá thích đọc sách. Nhưng mà đây là chủ đề sách thì đây là cuốn sách lần đầu tiên anh gặp. Dạ. Cảm ơn em. Mời hai bạn về chỗ ngồi. Hai bạn này nói chuyện với nhau hợp đấy, tôi thấy rất thích. Em muốn là người nói trước hay em muốn anh là người hỏi em trước? Dạ em hỏi anh trước ạ. Anh hy vọng điều gì nhất ở người phụ nữ trong tương lai của anh? Người phụ nữ anh cần trong tương lai là anh không có muốn họ thiên nhiều quá về công việc. Thì họ có quyền lựa chọn cái công việc thích của mình, nhưng mà đừng vì nó mà đánh đổi gia đình. Em không biết nấu ăn đúng không? Anh biết một chút, nhưng mà anh có kế hoạch là tương lai sẽ đi học nấu ăn. Nếu em thích thì tụi mình sẽ đi học để em biết cách nấu ăn. Thì đó là cái hình mẫu người phụ nữ mà anh mong cầu. Thì anh cảm nhận em khá nữ tính. Dạ em cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ. Câu hỏi thứ hai của em là anh nghĩ là anh có thể mang lại điều gì cho người phụ nữ trong tương lai của anh? Sự an toàn. Dạ, và một câu hỏi cuối nữa thôi là cả anh và em đều là con một, thì anh nghĩ sao về vấn đề này? Con một hay là con thứ hai gì đó, thực ra nó chỉ là con số thôi mà, đúng không? Nó đâu có quyết định cái cách sống của mỗi người đâu. Con một đôi lúc cũng có cái hay của con một, nhưng mà con thứ hai thì cũng có cái hay riêng của con nó. Quan trọng là người ta biết tận dụng cái vị thế của mình như thế nào thôi. Bởi vì anh là con một, không anh biết chắc là không có ai mà hả có thể hướng dẫn mình hay là chỉ mình ở chỗ đó không đúng này nọ vân, cho nên tất cả mọi thứ anh đều phải tự làm. Quan điểm của anh cũng giống với quan điểm của em nè. Ngay từ lúc nhỏ em cũng suy nghĩ mình là con một, là niềm tin duy nhất của gia đình, cho nên mình phải cố gắng hết sức. Mỗi bạn là con một, cái khó nhất thế này ai sẽ theo ai? Đúng rồi. Cần Thơ anh nhớ không làm thì cách Sài Gòn 3 tiếng đúng không em? Dạ. 3 tiếng chạy xe. Sắp tới có đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi có 2 tiếng thôi. Thì anh không có ngại từ thành phố Sài Gòn xuống là bao xa. Anh có thể xuống dưới đó chơi với em. Công việc của anh nó không có quá gò bó về thời gian, bởi vì anh kinh doanh thì anh có thể sắp xếp thời gian được. Hai đứa tiến xa hơn thì em có chấp nhận về Cần Thơ ở dưới lập nghiệp hay không? Đúng hay rồi. Là bạn gái sẽ theo em lập nghiệp? Cái này mới là cái quan trọng. Sài Gòn thì nó tấp nập nhưng mà mọi thứ đều có, còn Cần Thơ thì nó là quê, có thể nó yên tĩnh hơn. Vậy em muốn sống ở đâu? Ai nói em Cần Thơ là quê? Cần Thơ bây giờ cũng dữ dội lắm em. Xuống như mua đất rồi là biết, còn mắc hơn đất thành phố luôn đó em. Bây giờ mình quan điểm là gì? Nói cho nhau biết luôn. Anh muốn lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì tại vì mọi thứ ở Sài Gòn nó hỗ trợ tốt cho cái công việc và sự nghiệp của mình. Còn em? Đối với em thì nơi nào có tình yêu thì em sẽ đến nơi đó thôi. Trời ơi. Cảm ơn em. Con một mà bỏ ba mẹ đi luôn cái tình yêu đó chưa? Dạ mẹ con có nói với con như vậy. Mẹ con cho mẹ con đồng ý luôn. Mẹ thiệt tốt rồi nha. Vì tình yêu hy sinh cho con luôn đúng không? Thiệt bà mẹ tốt. Còn nếu mà thật sự em muốn ở Cần Thơ để mà em có thể tiếp tục công việc của em á, thì anh vẫn có thể điều chỉnh được. Bởi vì công việc của anh nó không phải là cố định một nơi. Nó là, công việc của anh là kinh doanh và đầu tư về một cái lĩnh vực nào đó thôi. Thì nó có thể di chuyển được. Em muốn có thể làm cô giáo với anh vẫn có thể xuống. Chính xác, đúng không? Anh cho em quyền lựa chọn. Hay quá vậy ta. Hay quá. Rồi. Hết thời gian. Thời gian trò chuyện của hai bạn đã hết ha. Hãy trân trọng nút bấm và có trách nhiệm với nó. Bắt đầu. 3, 2, 1. Hết thời gian. Wow. Ôi. Chúc mừng. Chúc mừng em. Đây quà của bạn trai này. Nào, nắm tay nhau đi nào. Con xin nói vài lời với bác là hôm nay tụi con quyết định hẹn hò với nhau, thì bây giờ, bắt đầu từ bây giờ thực tế tương lai sau này bác có thể yên tâm để con gái của bác con có thể chăm sóc thay bác. Bác đồng ý cho hai con tìm hiểu nhau. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Theo quy định chương trình vậy con cũng xin phép bác là con có lấy hôn con gái bác không ạ? Bác cho phép rồi, cứ tới đi cưng. Rồi. Chúc mừng các bạn, chúng ta thật sự là đã hẹn hò với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Cảm ơn cưng đã tới tham gia chương trình. Nắm cảm ơn chặt tay nhau, đừng buông tay ra nha. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp? Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Rồi gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Mời đàn trai ra trước nào. Wow. Chào em, đàn trai. Ngồi đi em. Rồi, đàn trai xuất hiện rồi hen. Mời đàn gái. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào em, chị Nam Thư, cùng bạn gái phía bên kia, cùng quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp anh. Làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên môi trường. Bây giờ mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Nam Thư, chào cưng. Và chào bạn trai bên đó và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Như. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên cầm tang của nệm cương cương. Quê là ở đâu em? Dạ, gốc là ở Nghệ An, còn sinh ra thì ở Bình Phước anh. Bình Phước luôn? Dạ. Rồi, dễ thương quá. Bây giờ là hai bạn còn rất là trẻ, mới 26 tuổi, cùng tuổi luôn á. Dạ. Ha? Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ cùng kết nối với nhau để tiến hơi xa hơn ha. Bạn trai, dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là chu đáo, nhiệt tình, tỉ mỉ. Bên cạnh đó em cũng có nhược điểm xíu, đó là không biết nấu ăn. Mà lâu lâu thì cũng hơi làm biếng chút. Hơi lâu lâu cũng hơi làm biếng, không biết nấu ăn sao. Dạ. Lúc mình nấu thì mình quen thôi. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ thì em có ưu điểm là cũng vui vẻ, hòa đồng. Rồi hơi tăng động tí. Không sao, tăng động nó vui mà em. Cuộc sống mà đôi khi phải tăng động xíu cho nó quên đi. Dạ. Những cái mệt nhọc muộn phiền trong cuộc sống em ha. Dạ. Nhưng đừng tăng động từ sáng đến chiều là được rồi. Tăng động quá không được anh. Với lại là anh bên kia thì không biết nấu ăn nhưng mà em biết nấu ăn. Dạ. Giỏi. Em nấu món gì ngon nhất? Dạ mấy món bình thường thôi anh. Kho cá hoặc là kho thịt, nói chung là mấy món kho. Nấu canh thì có thể là canh chua, canh rau ngót nấu với thịt. Ủa vậy tính ra biết nấu cũng nhiều mà, kho cá. Trời ơi, giờ dễ muốn nấu ăn lên Google khó là nấu được luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Dạ, em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm. 3 năm, thì sao chia tay? Lúc đó em cũng mới ra trường thì em cũng tập trung vào công việc, với lại cũng dành nhiều thời gian để đi học lên cao học nên cũng ít thời gian quan tâm tới em. Tức là chưa có thời gian quan tâm, tập trung vào sự nghiệp trước. Em học cao học xong chưa? Dạ còn 1 năm nữa xong. 1 năm nữa xong cao học hả? Chúc mừng nha, dạ, giỏi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mối tình mới và đi đến gọi là kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi đó. Là gái nghe ha. Như em sao? Em tình yêu sao nè? Chưa có mảnh tình nào vắt vai hết chị. Trời chưa ơi. Chưa yêu ai lần nào? Dạ. Nắm tay ai chưa? Nắm thì mấy event hay chơi trò chơi thì có nắm chứ chị. Không, mình đâu tính vậy được. Em có thích ai không? Hay có crush hay là tình đơn phương gì không? Không chị. Không luôn? Dạ. Không có tình đơn phương luôn? Dạ không. Vậy là chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Dạ. Tức là trước giờ chưa có cảm xúc lung lay gì với trước ai luôn? Dạ chưa. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Rồi gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Em thế nào là trai đẹp em? Cỡ Lee Minh Hu hay là Nô Phước Thịnh? Trời ơi, cái đó là cực phẩm luôn rồi em. Ví dụ tiêu chuẩn nhanh Quyền Linh thì em nghĩ đẹp không? Chắc cũng được á chị. Nói chưa, anh Linh hồi trẻ anh Linh soái ca lắm luôn á. Quá lứa lỡ thì rồi. Rồi để coi chàng trai nè. Rồi đẹp trai giống như cũng hô hô, ý là Lee Minh Hu gì chứ bộ giỡn à. Ôi cũng giống Lương Thế Thành nè. Đúng rồi đúng rồi, mặt giống Lương Thế Thành, để tóc cũng giống nữa, trắng trắng lên nữa là giống. Ôi có cái mũi đẹp quá, cái mũi chất lượng dễ sợ. Cảm ơn chị. Cái sói ca này cũng cỡ sói ly sói ấy lên chứ đừng giỡn. Vậy là đã từng có một mối tình đúng không? Dạ. Yeah. Vậy là chắc nắm tay yêu đương rồi không thích là có hết rồi, có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm để chỉ cho bên kia. Đúng rồi, chứ bên đàn gái nhà chị là chưa có kinh nghiệm gì hết. Dạ. Yeah. Sau đó là mình không có say nắng hay là cảm thấy thích ai nữa hay sao? Dạ đúng rồi chị. Thì sau đó thì em đến nay cũng chưa quen ai. Nói chung là cũng sợ quen một ai đó thì sẽ không
đến được với nhau lại đổ vỡ một lần nữa thì cũng sợ. Tập trung vô học cao học. Yeah. Em học cao học, em ngành gì, học ngành gì? Dạ, quản lý tài nguyên môi trường. À, bảo vệ tài nguyên môi trường đó, quản lý luôn. Tốt đó. Khoảng bao lâu nữa là em phải bảo vệ luận án của em? Dạ, khoảng một năm nữa chị. Ồ, nếu một năm nữa tập trung học hành rồi yêu đương rồi học được không? Có chắc tình yêu sắp xếp được chị ạ. Chị rất là cảm tình với gương mặt của em. Em nói chuyện cũng hết sức là hiền nữa. Chị là chịu rồi đó. Cảm ơn chị. Thằng trai người ta ngon lành, dễ thương, Lee Minh Hút. Nó nói chứ là dễ thương lắm á. Nhìn cái mặt con rất hoa hậu luôn. Dễ thương cực. Nãy giờ nhớ tên không vậy? Trời ơi. Gì? Ông, má ông nhớ tên. Em có nhớ tên thằng gái không? Tên gì? Tích Như ạ. Nói lớn đằng trai cho bên nó nghe lại coi. Dạ, em tên là Trịnh Minh Hùng. Thấy chưa? Hùng. Dạ. Bên đây Hùng, bên kia Như. Như Hùng. Trời ơi, tên hay. Thằng gái quê Bình Phước hả? Dạ. Rồi, quê huyện nào? Dạ, thị xã Bình Long. Thị xã Bình Long. Dạ. À, bên đây Bình Phước ở đâu? Em ở huyện Hớn Quản. Gần không? Dạ, gần anh. Sát bên ha? Dạ. Vậy là hợp lý rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Ưa nhìn cao hơn em một cái đầu, không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp? Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Đây dễ thương lắm. Được không em? Dạ này. Được. Hiền khô hỏi gì cũng gật đầu hết trơn á. Em bị dị ứng với thuốc lá nên bên không. Này chắc không hút rồi, nhìn cái mặt biết không hút thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hút thuốc cái răng đen thùi lôi à. Này răng trắng tươi à. À, với không nhậu, nghiền nhậu á. Đây không có nhậu. Có say. Nhìn mặt á là rất là tươi tỉnh, còn nhậu mặt lờ đờ. Có nhậu không? Dạ không. Thấy chưa? Chỉ có là lúc mà đối tác hay là bạn bè á, cũng nên uống một hai ly. Nhưng mà nếu có say thì phải say ngoan. Đã say mà còn say ngoan nữa. Say là về ngủ thôi đúng không? Đừng quậy đúng không? Dạ đúng rồi. À, khó lắm. Say khó kiềm chế lắm. Rồi. Anh thấy đàn gái cũng dễ thương, xinh xắn, đàn trai cũng hot boy. Hình mẫu lý tưởng cưng muốn là sao nè? Ừ. Mắt da trắng, cao thì cũng tầm 1m55 trở lên. Cũng biết nấu ăn, tóc thì có thể nhuộm hoặc không nhuộm cũng được. Nhưng mà là không được xăm mình. Ta xăm chơi chơi chút, ví dụ xăm ngay trán. Hận đời thì kia là được không? Dạ, không được. Bất kỳ luôn, hình xăm nhỏ nhỏ cũng không được luôn hả? Xăm như xăm họa tiết, nó nhỏ nhỏ. Họa tiết nhỏ nhỏ, tên thì được, đúng không? Chứ mà xăm vậy. Có gì đâu, mốt về lỡ hai đứa thành đôi về xăm tên nhau. Rồi tên tay này kia dễ thương mà không? Yeah. Đừng có xăm hận đời ngay trán. Anh thấy bên kia cũng ổn á. Coi coi gia đình hai bên có ý kiến gì không? Như, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với ba. Cùng với ba người bạn đồng nghiệp của em. Dạ, con chào bác, con chào ba của bé Như. Rồi, xin chào. Dạ, chào hai bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là ba của Như. Dạ. Như thì suốt đời là hắn chỉ có ăn học thôi, tập trung ăn học chứ không chơi. Không chơi bời chi? Nó siêng lắm, nó siêng học, nó cũng định học đến cao học, tôi không cho. Dạ. Cho nên nó cuối cùng nó không học, nó tính là nhút nhát. Cho nên hắn là coi như ba mẹ là dù thì thôi, yêu đứa nào đó yêu đứa mà coi như là thành vợ thành chồng đi. Mà nó nhút nhát, nó không yêu ai cả. Dạ. Nó cứ là đời đang chưa mà có cái chương trình hẹn hò này cái con. Thì hợp được cái mai mối anh Quyền Linh về Nam Thư là coi như là nếu mà mai mối được thì tôi này là rất gạ luôn. Tôi thấy đấy là coi như cũng về phía là thằng rể tương lai rồi. Là rất đẹp, tốt, coi như được. Trời ơi, chiêu. Hay quá. Cảm ơn. Cuối cùng là xin là chào MC Quyền Linh về là Nam Thư. Dạ. Và toàn tất cả là trong là coi như hôn trường, trong là coi như là Khảng Phong. Chương trình hôm nay. Dạ. Là coi như sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. À, cảm ơn gia đình mình. Nhưng mà em tới với chương trình này á là ai em tự đăng ký hay là người thân mình đăng ký cho mình tham gia? Dạ, mẹ em bắt em đăng ký. Mẹ kêu là ế lắm rồi, cỡ độ tuổi của mẹ là có chắc hết rồi. Mẹ nôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ bắt đăng ký. Bởi vì mẹ nó là không thể đi được mà tôi phải đi. Đi để nhìn thằng Lệ tương lai. Đó. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Rồi mời đàn trai. Dạ, xin kính chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tôi tên là Phạm Mai Duy Thông, hiện đang là phó giám đốc chỗ công ty Hùng đang làm. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Chia sẻ với lời bạn nữ luôn là Hùng có rất nhiều tài lẻ. Những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra thì Hùng có đầy đủ hết. Anh nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội
để chúng ta có một cái duyên để tiến tới cái con đường dài hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuẩn bị tâm lý nha Hùng nha. Gặp bên đàn gái. Bắt đầu đi Hùng. Dạ. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Bên kia có quà tặng lại kìa. Đây đây. Lợi nhận đây. Đi, lợi nhận quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Hai đứa nó rụt rè quá trời quá đất luôn rồi đó. Thôi, mình ngồi mình nhìn thẳng vô nhau nè. Thấy người đối diện sao không trai Hùng? Dạ, thấy bạn cũng cao ráo, dễ thương. Dạ, sao? Em cũng hơi run. Như thấy Hùng sao? Dạ, thấy ơn nhìn cũng cao. Với lại... Lại sao? Em hơi run tí. Hơi run đúng không? Gặp trai rồi rung á. Nè, cái món quà tặng trời đẹp quá. Để Ly Minh Hu hay gì ai nè. Hô hô. Biren. Biren hả? Dạ. Biren với ai? Biren với Kim Tae Hee. Kim Tae Hee. Hả? Kiki hả? Trời, ta nữ minh tinh Kim Tae Hee qua anh Linh thành Kiki. Chán ghê luôn á. Nghe thông thường từ Kiki. À, hình này đẹp quá nè, thấy không? Trời ơi, cái này mà để hình hai đứa lên đẹp lắm nè. Em tặng này có ý nghĩa gì không vậy Như? Nếu mà hai đứa hợp nhau á thì cùng nhau xây một gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà lỡ may mà thôi khỏi đoạn đó, đừng, phải đừng nói lỡ may, đừng em đừng đoạn đầu thôi, đoạn đó không có lỡ may mình đừng nói xui ha. Rồi cho mình hỏi là mày có quan anh em đi trời, cho anh hỏi cho anh hỏi là em có quan trọng vấn đề là anh đã từng quen hai người trước đó hay không? Dạ không anh. Em thì không chưa quen ai hết nên trong tình yêu cũng không có biết gì á. Thì nếu anh trải qua rồi thì có thể chỉ em được. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn. Bây giờ là mới gặp lần đầu tiên còn ngại ngùng ha. Bây giờ mình hát cho nhau nghe. Đúng đi rồi. Cho nó thoải mái đi. Ai không? Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hay quá. Hả? Tới em gái đi. Em xin giả giọng một giọng thôi nha. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà. Chị A Tể ơi, chị A Thể, chị đừng có bỏ em. Em thương chị lắm. Bà đừng có, bà đừng đuổi chị A Thể đi mà bà. Trời ơi, dễ thương. Mai mốt mà nó đi làm về á, nó mệt á. Đừng có bỏ em, anh ơi, nấu cơm em ăn. Làm mệt lắm ấy ha. Còn giọng nào nữa làm luôn đi. Thôi cho em hát. Rồi hát đi cưng. Ôi tuổi xuân mộng mơ, tháng năm dánh dương mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thân hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn, vàng vào nhớ thương nào dời. Rồi, được rồi. Hay quá. Cái hai đứa là về tập hát được rồi đó. Không, tại sao hồi nãy em lại hỏi Như cái về vấn đề người yêu cũ bị... có vấn vương gì không? Dạ không, bởi vì thì em sợ là ví dụ như là quen người mới thì mình có quá khứ đã từng quen người trước rồi thì có thể là bạn đó có thể là ngại về mà vấn đề đó. Khi mà có bạn gái mới, những cái gì đó chúng ta phải xóa đi. Chúng ta phải cho nó lui về ký ức nha. Ừ, vậy nếu mà đã quên người cũ đúng không? Đã quên cũng lâu rồi, lý do gì vẫn để avatar người yêu cũ trên Facebook? Thì em nghĩ đó là những kỷ niệm của mình thì mình không có quan trọng vấn đề đó thì mình không. Nhưng lúc đó chưa có bạn gái. Dạ. Nhưng nếu sau chương trình này về thì sao? Dạ. Chắc là em sẽ thay đổi. Đúng rồi. Rồi còn em nghĩ như thế nào, ví dụ như là bây giờ ảnh hết yêu, chia tay rồi,
nhưng mà ảnh vẫn còn giữ hình người yêu cũ vậy thì em thấy sao? Quan điểm của em là phải rõ ràng. Chia tay rồi á thì nên chấm dứt, coi nhau là bạn thì lâu lâu có thể gặp mặt nhưng mà cũng phải nói với em tiếng. Dạ. Còn cái gì về mà hình ảnh cũ là nên xóa nhòa đúng không? Dạ. Cũ là cũ, mới là mới ha. Dạ. Tại sao Thư lại hỏi kỹ như vậy? Vì dù sao Như cũng chưa bao giờ bước vào tình yêu, như nói rồi rất là dễ thương. Em chưa biết gì về tình yêu, có gì anh chỉ em thêm. Thì cái cảm xúc của cô gái này rất là còn nguyên vẹn, rất là dễ mong manh, rất là dễ đổ vỡ, rất là dễ bị tác động nhiều thứ. Nên mình thật sự phải khéo léo một tí nha. Và phải đâu, chắc là lúc đó chưa có lên gặp cô này. Nhưng mà sao chắc chắn sao gặp cô này không có hình gì nữa trơn á. Để hình tôi với lại Nam vậy Thư. Vậy còn anh, ví dụ anh hết yêu, anh có để hình yêu với cũ anh không? Không, dễ gì dám. Thiệt, em mà hết yêu là em vẫn để hình người yêu cũ. Mà xong em Photoshop em gắn vô con dao vô nữa. Hiểu không? Ghê quá. Rồi. Thôi bây giờ hai bạn mình nói về cảm xúc của nhau đi. Mình tính về chuyện tương lai rồi mình hẹn hò như thế nào. Khi mà xác định được một mối quan hệ là em sẽ xác định đến cuối cùng luôn. Em thì tính hơi con nít tí xíu, lâu lâu thì cũng hơi bị tăng động tí. Nên mà nếu có lúc nào mà em có tăng động quá thì nếu mà mình có quen nhau á thì em hy vọng là người yêu của em sẽ kìm em lại. Với lại là em cũng không có biết nhậu á. Mà nếu mà có lỡ mà có uống một hai ly á thì em hơi kiểu như là khóc, tự nhiên khóc hay là đứng ở đâu đó hát á. Thì em cũng mong là nếu người yêu mới của em sau này á kìm em lại. Nếu như hai đứa mình mà có cơ hội mà đến được với nhau thì mình sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của bạn. Qua chương trình này anh cũng có cơ hội được gặp em thì anh cảm nhận em cũng là một con gái rất là dễ thương, xinh xắn. Thì qua ít phút của chương trình này thì anh nghĩ là cũng mình chưa có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ, thì nếu như có cơ hội thì sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em thấy anh phù hợp với mấy tiêu chí của em á. Với lại là em cũng muốn sau chương trình này cũng có cơ hội để gặp anh. Thì quá, hết thời gian. Hết thời gian nha. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy kiểm tra lại con tim mình một lần nữa. Nếu rung động và biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó, mình hãy bấm. 3, 2, 1, hết thời gian. Sao xanh lè vậy? Sao xanh lè vậy? Hả? Hồi hộp quá vậy? Rồi, hết thời gian rồi. Sao vậy Hùng? Em cảm thấy con tim mình nó chưa có rung động. Hùng chưa rung động? Dạ. Yeah. Còn Như sao Như? Dạ, em cũng thấy chưa có rung động. Rồi hai bạn nói tôi cứ tưởng đâu bấm hết á. Thật sự em bị bàng hoàng. Anh cũng bất ngờ, anh nghĩ là kỹ thuật không có được thôi. Cuối cùng thì hai bạn đều quyết định là không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái quyết định của các bạn. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn vẫn thành thật với lại cảm xúc của mình. Chính xác như khi vậy. Mình đứng ở đây xin gửi tặng cho các bạn, đây là phần quà tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da mũ trôm Tân Gia Khang, bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Vẫn là những cái kỷ niệm của các bạn, hãy giữ lấy để chúng ta nhớ một ngày nào đó chúng ta đã tham gia bạn muốn hẹn hò. Khung hình này không gắn được hai đứa rồi, vậy thì có thể gắn một người khác. Giữ lấy làm kỷ niệm Hùng nhé. Hy vọng là một ngày nào đó các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Thôi. Cảm ơn Hùng. Dạ, cảm ơn. Mời em. Ây da. Thật là buồn, hôm nay là một ngày không đẹp lắm. Hai cái vé xem phim vẫn còn đó, câu chuyện tình yêu chưa viết hết, nó vẫn còn dang dở. Như thế mới là tình yêu, như thế mới là cuộc sống. Đâu phải bạn hẹn hò lúc nào cũng có thể mai mối thành công đâu. Tùy vào duyên phận. Như vậy mới là thật sự là cái tính thực tế của bạn muốn hẹn hò. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chóng quên. Giống là giống sao em? Không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được. Hồi giờ anh chưa đi tới đó. Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi bạn.
Mời bạn nữ. Chào bạn. Rồi. Rồi. À, thôi mình để đàn trai giới thiệu trước để đàn gái đỡ khớp ha. Giới thiệu đi bạn trai. Rồi. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, chào bạn nữ bên kia, chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Tùng Sơn, năm nay 27 tuổi. Quê quán ở Đắk Lắk, hiện đang làm tại Bình Dương ạ. Công việc chính của em là vận hành máy, còn tay trái là làm bên môi giới bất động sản. Rồi. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk. Năm nay em 28 tuổi và hiện tại em đang làm ở Hồ Chí Minh. Dạ em làm kế toán ạ. Em gái sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 91. Đây chính là 92. 92. Mình có ngại gì đó không? Dạ không sao, tuổi tác không quan trọng. Dạ bạn nam không ngại rồi. Là được rồi. Hay lắm. Ủa bạn ở Đắk Lắk là ở chỗ nào bạn ha? Em ở huyện nào em gái? Dạ em ở Buôn Mê. Buôn Mê luôn? Dạ. Đây ở đâu? Đây là dưới huyện, dưới Buôn Hồ, km 92. Buôn Hồ cách đó cũng không có xa. Dạ đúng rồi. Giáp là Gia Lai bạn. À rồi. Bây giờ bạn gái mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết lắng nghe, biết quan tâm. Khuyết điểm thì là em mù đường lắm. Em rất là hay giận nhưng mà cũng chống quên. Em có cái tật là nhút nhát lắm, với hay nhạy cảm. Em thì cũng hay hậu đậu. Ưu điểm bạn trai thế nào? Dạ em xin tự giới thiệu thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. Chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ. Và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đó thương em nên tới tận nhà tặng bông là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ quá em trốn toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách đây cũng 12 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học quen. Ê, quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ, chị. Ừ, sáng sủa đẹp trai trắng trẻo. Rồi dạ. Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt, lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và 3 năm nay thì em lo làm ăn nên là ba cô y chang một tính luôn. Dạ, nói chung là cũng có và còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao gỡ 1m55 trở lên. Ừ. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Ừ. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. Rồi điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Đừng có xăm mình lớn quá. Lớn đúng quá. Dạ. Bạn nữ bên kia có xăm móng tay vậy? Chị có xăm móng tay. Thì... em không. Không, bạn nữ bên này không xăm móng tay. Em không thích phụ nữ xăm móng tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Chứ mà sơn đừng có lè lẹt quá được, nhưng xanh nổi. Nó làm néo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu. Vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình tóc nè. Tóc thì dài hơn vai một xíu. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ, em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. À, mua đất rồi hả? Dạ, tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự làm luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất. Rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Xin chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chờ cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người cưng. Mập tròn không? Dạ cũng được, nhưng mà đừng mập quá được anh. Vừa người không này mũm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Bạn này chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó. Dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Không có lôi thôi nhanh. Em thích bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em?
Không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Hôm nay em tới đây em đi với ai? Dạ em đi với em gái và chị họ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên Thương, em là em gái của chị Vi. Chị em thì có nụ cười duyên nhưng mà không bằng Nhật Kim Anh như anh nói đâu. Còn như em thấy anh bên đây á, thì nói chuyện hoạt bát, lanh. Và em thấy ảnh thật thà, thẳng thắn á. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội á, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn ạ. Cảm ơn em. Đây đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em trai với lại em gái, là bạn của em gái ạ. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào quý vị khán giả. Em tên là Hà và em là em gái của anh Sơn. Chưa biết là anh em có thích chị hay không, nhưng mà em cảm nhận được là cái gu chị dâu của em có thể thích chị là cái gu chị dâu của em rồi á. Cảm ơn. Tại em cảm nhận được chị có vẻ hơi hiền, nghiêng về một người phụ nữ gia đình hơn. Anh em cũng thuộc dạng tiếp người là không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc và có trách nhiệm với gia đình. Thì em nghĩ là những gì chị nói nãy giờ thì em nghĩ là anh em có thể là đối tượng mà chị có thể hẹn hò được. Lanh lợi quá ha, dễ thương. Nói chung là hai bên là ủng hộ hết rồi. Mở rào. Bắt đầu đi. Chào em. Hôm nay tới chương trình anh có bó bông tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và tươi như bó bông này. Cảm ơn anh, tặng anh một món quà. Em không biết em có đam mê kinh doanh không ta? Thật ra thì là em vẫn muốn kinh doanh nhưng mà chưa xác định được, là chưa nghĩ ra là mình nên kinh doanh cái gì. Không biết trong tình yêu thì em cần những yếu tố nào cần thiết nhất? Quan điểm của em về tình yêu á, thì mong là tình yêu đó phải lâu dài, chung thủy và gắn bó. Em thì là người thích tâm sự, buồn thì rất là mong có người tâm sự hoặc là chở đi đâu đó dạo hay là gì đó. Thì mong bạn nam sẽ chú tâm tới mình một chút. Cái đó thì anh làm được. Thế mọi người bạn nữ của anh là sao? Ví dụ như thế này được không? Thì cũng được, anh quan trọng thì nhân cách hơn, cách sống với lại mọi người xung quanh, với lại suy nghĩ về chuyện làm ăn lâu dài. Em thì có sở thích gì đó? Sở thích thì là ví dụ như buồn thì rất là thích hát karaoke, thích nghe nhạc buồn. Đi chơi thì rất là muốn đi bằng xe máy. Tại vì đi ô tô bị say xe. Anh Hùng, dạ anh đi, anh cũng thích đi xe máy, đi phượt xe máy. Đúng rồi đó, cái đó em vui thích hơn. Đi xe máy. Hôm nào mình làm một chuyến miền Tây đi. Cũng được. Hồi giờ anh chưa đi tới đó. Tính em thì có hay kiểm soát về người yêu mình không? Không, em không thích kiểm soát. Ví dụ như như bản thân em cũng muốn có không gian riêng tư. Có người yêu rồi nhưng mà bạn bè rủ đi chơi hay là gì đó thì bạn nam phải cho em không gian riêng tư đó. Thì về vấn đề riêng tư thì ai cũng có vấn đề, cũng có một cái sự riêng tư riêng. Dạ. Nên cái đó thì bình thường, đúng không? Bình thường. Dạ. Còn các bạn nghĩ sao về kiểm soát điện thoại của nhau? Kiểm soát điện thoại thì có thể là không tôn trọng đối phương, nhưng mà nếu như đối phương tôn trọng mình thì sẽ không có gì giấu giếm hết. Đúng rồi, có anh thể cho thì... ví dụ như điện mật mã điện thoại hay là gì đó thì vẫn có thể cho hết được. Đúng rồi, điện thoại nếu mình không có gì thì mình không có sợ. Đúng rồi. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân thì em có muốn sống lập nghiệp bên Dương không? Dạ em mong muốn tìm một người sống lập nghiệp Bình Dương hoặc là Hồ Chí Minh. Tại vì trước đây là em đã từng ở đây và đã từng về quê, sau đó vào lại đây với mong muốn là có thể lập nghiệp ở đây luôn. Anh thì sở thích của anh cũng đam mê kinh doanh lắm, nhưng mà chưa có điều kiện để làm được. Nên anh cũng muốn sau này để vợ làm kinh doanh cái gì đó. Kết hôn á thì anh muốn gia đình sẽ có bao nhiêu người? Cỡ 3 người đồ lại được rồi. Đông quá sợ nuôi không nổi thôi. Nuôi không nổi. Chứ anh này thì anh thích con nít. Con nít thì anh thích. Anh thì nghĩ trong tình yêu thì chúng ta chỉ cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết suy nghĩ cho nhau, bỏ bớt cái tôi đi để hai bên có thể hiểu nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tiến tới một cuộc sống hạnh phúc. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Và hai người trước hết là phải cố gắng thay đổi vì nhau, để dung hòa nhau hay là để hợp nhau thì mới tiến tới xa hơn được. Tốt rồi, sợ lo chê mập. Em thấy có mập đâu. Không, thấy bạn mầm miệng. Mầm miệng là mập anh. Không có đâu, dễ thương thì thật chưa có mập đâu. Không biết là bạn em có biết hát không ha? Thì mình cũng biết hát nhưng mà hát cũng không hay lắm. Thì hôm nay mình cũng gửi tặng bạn một bài hát.
Nụ hôn do em gửi cho dấu yêu, cho đời anh thấy hạnh phúc người hỡi. Chỉ cần ta được có nhau trong đời, dù bao giông anh cũng sẽ vượt qua. Em xin hết. Hay, hay quá. Rồi Vi, dạ. Sở thích hát karaoke mà hát liền chị. Mưa chiều nay rất là như từng bông hoa tuyến rơi đều, có hạt mưa rớt vào tim em nghe lòng băng giá. Mùa thu đã qua đông chớm sang, làm sao để anh biết đường hoa kia vẫn không cho tính ta. Hay quá. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta không nói dối con tim được nha các bạn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Ô, em bấm rồi mà. Đó. Đây. Chúc mừng em. Bấm nhưng mà chưa quyết liệt không? Em bấm 3 cái một lần luôn. Rồi hai người nắm tay nhau đi. Bây giờ nè. Dễ thương quá. Trước mắt mọi người á, một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Em xin phép không. Hay quá. Dễ thương. Tôi thích điều đó, một sự chân thành. Mà ơn trình. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Xin mời các bạn. Chúng ta đi và bảo vệ bạn gái nha. Bạn này bổ sung cho bạn kia vài kg là sẽ đồng đều với nhau thôi. Và mong là những bạn nào độc thân thì chúng ta hãy tìm đến với bạn của hẹn hò. Sẽ cố gắng hết sức để kết nối các bạn, tìm được một nửa yêu thương cho các bạn.